trên đường tầm xa đời máu mình ra đường huyền quang say xa quốc ca đường đâu không ngừng tiếng màu ra xa sợ lòng không về đào nuôi và lòng tình giờ đã có thể xin cho mình độc lập tự do chỉ để thanh niên Thưa đại hội sau đây xin mời đồng chí Tổng Bí Thư Đọc bài quyết định đại hội quan điểm thứ hai là báo cáo kiểm điểm hoàn thành cái đồng bằng xin ý kiến đại hội cái gì trên nước đồng quyền thông qua đối với công tác đoàn và công tác tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua, ban chấp hành chúng tôi tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, luôn đổi mới về nội dung, hình thức và tham gia đầy đủ hoạt động đoàn viên thanh niên, tham gia các công cuộc tình nguyện xung kích đi tiêu và mục tiêu đã đề ra. Đầu phòng giao do dịch Covid-19 và nguyện chăm lo cuộc sống, công việc chuyên môn, điều kiện sắp tới của người trong tổ chức. Nhiều đồng chí trong video đã lớn tuổi. Câu cầu đang làm nghiên cứu về đề tài khoa học một hoạt động trải nghiệm hữu ích tiếp tục chứng minh với trình độ cao sau này, từ đó tạo ra sự mới tồn tại nhiều năm có tính sáng mạnh hướng dẫn học sinh trả và tham gia tại trung tâm về mục tiêu hoạt động hướng dẫn học sinh nghiên cứu vào theo sáng mới chữa phòng thành trường đại học hay trường học cho người học nước truyền tinh lực của lòng nghe từ tác động từ dãy hè cách tuyên truyền sâu rộng trước tiên tôi hoàn toàn nhất trí với bản báo cáo tộc đạt được những kết quả đáng tự hào bên cạnh tổ chuyên môn các tổ chuyên môn nhà trường về cùng tất cả các đồng chí đồng trọng này tôi xin phép đại diện cho chị đoàn viên của trường trung học cơ sở và một số được đến đây và tham dự đại hội.